kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024, sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk. Giám sát dịch vụ công trực tuyến góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại. Pháp và Chile khẳng định quan hệ hữu nghị sâu sắc. Triều Tiên và Nga ký nghị định thư mở rộng hợp tác kinh tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho các gia đình khó khăn tại huyện Chư Mờ Ga và huyện Chư Quyên. Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức khởi công xây dựng 4 căn nhà tại xã Chu Đăng, huyện Chư Mờ Ga, 5 căn nhà tại xã Ea Bờ Hốc và Drei Bờ Hăng, huyện Chư Quynh. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị phối hợp quyết tâm xây dựng hoàn thành 9 căn nhà trong tháng 12 năm 2024 để bàn giao cho các hộ gia đình đón xuân mới 2025. Những căn nhà nhân ái được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp xây dựng là biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân, giúp các gia đình khó khăn có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giúp tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 21 tháng 11, Sở Tư pháp Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ công chức phụ trách công tác tư pháp ba huyện Chư Quynh, Krông Anna và Lắk. Tại hội nghị, các học viên được tuyên truyền hướng dẫn một số nội dung công tác theo dõi thi hành pháp luật theo nghị định số 59 của Chính phủ, một số kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 118 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, các nội dung và hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, trình tự thủ tục các bước trong công tác kiểm tra về thi hành pháp luật. Qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương. Lãnh đạo huyện Buôn Đôn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nông Thị Hậm, sinh năm 1927, là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945. Gia đình bà có truyền thống cách mạng, bố và chồng của bà đều tham gia hoạt động cách mạng, con trai là thương binh. Tại buổi đến thăm, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân trước những hy sinh đóng góp của gia đình bà Nông Thị Hậm đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2024, thời gian hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Như vậy, ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách trung ương, các đối tượng áp dụng nêu tại nghị quyết này còn được hỗ trợ mức đóng từ ngân sách tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao nhất là 75%. Số tiền phải đóng khi tham gia bảo hiểm y tế chỉ còn 25%.
Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 8.046 tỷ đồng, tăng khoảng 668 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2024, có trên 41.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo thêm nguồn vốn cho vay với số tiền 73,7 tỷ đồng. Nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt gần 510 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 7.980 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Tỷ lệ tăng trưởng 8,5% với trên 168.000 khách hàng còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,1% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,03%, nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,07%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó tập trung ưu tiên cho khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Góp phần hoàn thành 79 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,94% năm 2022 xuống còn 9,15% cuối năm 2023, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Nước là đỏ, thưa quý vị và các bạn, trọng tâm của dịp lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk là buổi lễ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 11 năm 2024. Tại sự kiện này, dự báo mật độ phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến. Để bảo đảm việc di chuyển của đại biểu, du khách và nhân dân an toàn, nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được Công an thành phố Buôn Ma Thuột triển khai. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp, phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, sẵn sàng các phương án trong mọi tình huống. Cái nhiệm vụ thì đội cũng tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, rồi thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó là về công tác tuyên truyền, để tuyên truyền cho người dân biết được cái chủ trương cũng như thời gian diễn ra các lễ kỷ niệm 120 năm. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Buôn Ma Thuột huy động 100% cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phân làn, hướng dẫn giao thông tại các cửa ngõ dẫn về trung tâm thành phố. Tại các tuyến đường trung tâm, cùng với việc bố trí các chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông cố định xung quanh quảng trường 10 tháng 3, Công an thành phố cũng tổ chức nhiều tổ công tác lưu động, điều tiết hướng dẫn giao thông trên toàn tuyến, không để ùn tắc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thì huy động tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm, các cái tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố với cái lưu lượng người cũng như phương tiện đổ về thành phố đông để tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để kiềm giảm tai nạn giao thông trong cái thời gian diễn ra cái lễ kỷ niệm 120 năm của tỉnh. Trước, trong và sau lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk là những thời điểm mật độ giao thông tăng cao, tốc độ lưu thông sẽ bị hạn chế. Để tránh ùn tắc, tai nạn giao thông, người dân và du khách cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông, góp phần vào thành công ngày lễ trọng đại của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Đắk Lắk, IOC Đắk Lắk là hệ thống cung cấp cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang tiếp diễn, thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án, tổ chức, quy chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Đối với giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến, IOC Đắk Lắk đã triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực trong xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, qua đó mang lại sự hài lòng khi người dân giao dịch hành chính. Để giải quyết thủ tục hành chính nền nếp, hiệu quả,
giảm thời gian chờ đợi, mang đến sự hài lòng của người dân. Ủy ban Nhân dân xã Chư Pương đặc biệt quan tâm việc tổ chức các hoạt động cải cách hành chính thông suốt. Xã còn ứng dụng hiệu quả dịch vụ giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến của IOC Đắk Lắk. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt tỷ lệ cao. Từ khi có dịch vụ giám sát IOC của tỉnh về tận xã, thì việc giải quyết công việc của cán bộ công chức bộ phận một cửa được giải quyết kịp thời và hiệu quả. Từ đó thì tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hẹn ngày càng được nâng cao, tăng sự hài lòng của công dân trong thực hiện hành chính công ở cơ sở. Tại xã Ea Dông, huyện Krông Bách, giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến của IOC Đắk Lắk được địa phương áp dụng, góp phần xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đặc biệt là dịch vụ hành chính công trực tuyến được đẩy mạnh. Chị em ra đây làm thủ tục nhập sinh với lại photo công chứng cái hộ nghèo. Rồi qua chương trình thì em thấy cũng sử dụng cái bàn kinh với lại thẻ căn cước ngân hàng cũng thấy thuận tiện hơn. Với lại xử lý thời gian nó ngắn gọn hơn. 9 tháng đầu năm thì hầu như là trên 90% là công dân là thực hiện là thanh toán trực tuyến. Còn một số lại thì cán bộ công chức sẽ hỗ trợ để công dân nộp, và cái mức độ đạt được thì 100%. Vì theo quy định thì hồ sơ được thanh toán trực tuyến thì cái bước thứ 5 đó là hoàn thành việc nộp hồ sơ thì mới được gọi là có kết quả đó. Để từng bước hiện thực hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn phần, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với hệ thống giám sát dịch vụ công trực tuyến IOC. Đây được xem là khâu quan trọng then chốt để giảm thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, từ đó đẩy nhanh nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực ra tại chi nhánh thì ô số 2 với đang thực hiện số hóa 100%, không có sót trường hợp nào hết. Để mục đích là để có đầy đủ dữ liệu để xử lý công việc và phục vụ tốt hơn cho việc lưu trữ sau này. Chúng tôi cũng đã có những kế hoạch và có những phong trào phát động cũng như là kiểm tra, kiểm soát cụ thể từng địa phương một. Và thậm chí có những trong một ngày vậy chúng tôi có thể là kiểm tra kiểm soát là 2 đến 3 lần để làm sao để đánh giá được cái mức độ, cái tỷ lệ thanh toán trực tuyến của các địa phương và có những cái định hướng và điều chỉnh kịp thời. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp biết được rằng là các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để chúng ta cố gắng phối hợp để thực hiện cho tốt. Tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, rà soát cắt giảm những thủ tục rườm rà chồng chéo. Cùng với đó, ban hành và thực hiện nhiều kế hoạch chương trình hành động, xác định rõ trách nhiệm, công việc phải làm để thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính. Trong đó, doanh nghiệp người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Một cái hướng muốn giải quyết tốt công việc, phục vụ tốt cho một nền hành chính công vụ, một nền hành chính phục vụ thì phải nâng cao nhận thức của người đứng đầu. Khi thấy được lợi ích của công nghệ thông tin, của chuyển đổi số mang lại, nhưng mà người đứng đầu phải vào cuộc, phải quyết liệt, thì bao giờ hiệu quả công việc nó cũng tốt hơn. Đặc biệt là hướng tới làm sao chúng ta xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất. Người dân chỉ cần ngồi nhà thôi, và người dân nộp hồ sơ nhận kết quả tại nhà. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.590 bộ thủ tục hành chính, trong đó thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 640 thủ tục, chiếm 40%. Thủ tục dịch vụ công trực tuyến một phần là 950 thủ tục, chiếm 60%. Người dân muốn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chỉ cần truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ưu điểm khi ứng dụng hệ thống giám sát dịch vụ công trực tuyến IOC Đắk Lắk trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mang lại môi trường hoạt động nền nếp hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi, tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.